là ngày là lễ tôn dương, cũng là ngày lễ bế mạc của lễ hội cầu an của đền thờ Chợ Thụ, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nay con chúc quỳ trước điện tiền, chúc thay mặt trưởng đoàn, nghệ nhân ưu tú, nhạc sĩ và nhân cùng nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuyên, toàn thể nam nữ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tuồng Cổ Hồng Châu làm đại lễ tôn dương. Nay con xin kính chúc đồng chung thánh đáng chi hạ đức linh thần Chợ Thụ cổ chiếu chi quay câu tam tay tổng hợp ra ngoài chữ phú quý ngõ hầu đêm đến. Và lễ thứ nhất thủ cầu tác ân với linh thần Chợ Thụ, kính chúc đức linh thần thiên cổ hỷ dương định an cư hộ, thánh thiên ngưỡng mộ ủng hộ quá tánh lê dân. Và lễ thứ hai có chức cầu chúc cho bốn bậc sĩ nông công thương, sĩ quan ước thời thăng quyền tỷ chức, nông nghiệp gia ruộng rẫy trúng mùa, công việc làm đắc quả thành công, ngành thương mại vụ mua may bán đất, trong năm còn vững chắc vì mỗi nước vì nhà, cầu cho thuận gió hòa, cầu cho nhà nhà được ấm no. Lễ kế tiếp con xin thay mặt trưởng đoàn Hà Mỹ Duy cùng toàn thể nam nữ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tuồng Cổ Hồng Châu dành riêng cho ban tổ chức lễ hội của đoàn tế tự tinh thần Chợ Thụ cũng như nam nữ tâm cụ được người bốn chữ vàng tốt đẹp. Còn càng ngày càng tốt hơn, xin trân trọng kính
cầu. Ở đây có lúc kịp ban tổ chức lễ hội từng lần nhà hữu có món quà nho nhỏ để tặng tất cả bà con ở trong đoàn hát hồng hồng đâu tuy rằng là nó không có nhiều nhưng mà đó cái lòng của mình mong đoàn hát cái này về mạnh giỏi mình lòng mạnh giỏi rồi. Dạ, con là nghệ sĩ Tuấn Nghĩa. Xin thay mặt cho ba mẹ con là chủ đoàn nghệ thuật Tuồng Bổ Hồng Châu là nghệ nhân ưu tú Hoàng Nhân và nghệ sĩ Hà Vĩnh Tiên. Dạ, con xin cảm ơn và tri ân đến chú Đăng Thế Tự và quý toàn thể và cô bác chú Mạnh Thường Quân Thế Tự đã đến đây giúp cho lễ hội được thành được hoàn thành điểm mạng tốt đẹp thành công và khang trang và bế mạc lễ hội được thành công tươi đẹp ngày hôm nay. Và tôi xin chúc cho tất cả quý vị được năm mới làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý và gia đình hạnh phúc ạ. Gần xa để xem buổi cúng đình lễ kỳ yên năm nay ạ. Và số điện thoại của đoàn nghệ thuật Tuồng Cổ Hồng Châu là 0909 990 283. Dạ, đây là số điện thoại của đoàn nghệ thuật Tuồng Cổ Hồng Châu, tỉnh Bạc Liêu. Nếu mà ban quý đình nào mà có nhu cầu để mời đoàn về biểu diễn cho đình đình thần của mình thì đây là số điện thoại để các anh các chú ở trong ban quý tế của các đình biết, để có gì thì dễ liên lạc ha. Dạ, thôi thì đến đây ở Map Miền Tây cũng xin tạm biệt, nói lời tạm biệt với cô chú anh chị. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh. Giờ đây xin hẹn gặp lại. Chúc tất cả bà con mình hành hương về đây cúng lễ thật vui, thật nhiều ý nghĩa. Và khi ra về thì thượng lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.